Chào mọi người, mình là Trung, mấy kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay tiếp tục quay Cần Câu cho mọi người được. À, để gọn vào để mình quay Cần Câu cho mọi người nhé. Từng cái cần cho mọi người. Đầu tiên là một cái cần Olympic. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%, 75-80% thôi. Đây, fan này. Đây chắc là đầu bu trên này nó có tục gãy gì, người ta có thay rồi. Đây nha mọi người, người ta có thay cái đầu bu này với lại một cái fan này rồi nhá. Đấy, đọt mày, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng tất cả. Bát này, 2m6. Cần này dài 3m6, thu vào 83cm. Đường kính của cái đọt đỉnh là 1,2 ly, cân nặng là 180g. Cái này cái số 1. Cái này bán 190.000. Số 1 190.000 nha mọi người. Số 2. Số 2 là một cái cần Sanwa, cần này nội địa Nhật. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. 90%. Đây, cái cần này thì cái đọt nó bị gãy mất một đoạn nhé, gãy mất một đoạn, mất mất cái đầu bu. Cái này là cái fan thứ hai, người ta dán kỹ lại người ta làm cái đọt luôn đây. Đây. Mọi người về thay cái fan đi bằng cái đầu bu vào là được nhé. Rất là đơn giản. 1 2 3 4 5 6 7 nha mọi người. 7 fan. Cần cao ISO. Ôi quay, 7 lắm chứ quay. Nó nhầm là 7 fan. 7 lắm nha mọi người. Bát FB6. Cái cần là dài 5m2, thu vào là 90cm, đọt 1 ly 2, cân nặng 340g. Cái này số 2. Số 2. Cái này bán 180.000. Số 2 180.000. Tiếp theo. Số 3 là một cái cần Daiwa Sun Crypto. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Này. Vàng fan của nó, kim loại ok luôn. Kim loại chống rỉ nha mọi người. Đấy. Đào đa hướng này. Đấy. Hướng nào cũng được, hướng nào cũng được. Đây. Đọt 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lóng nha mọi người. FX7. Cái cần này dài 5m5, thu vào 98cm, đọt 1 ly 6, cân nặng 480g. Cái cần này số 3. Và cái cần này bán 250.000. 250.000 nha mọi người. Tiếp theo, cần số 4 là cái cần NFT. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này 95%. Đấy, rất là mới đẹp nha. Rất là mới đẹp. Đấy. Khoan này.
Khoan kim loại ok luôn. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Bắt FX7 cần này dài 5m4, thu vào là 1m1 nha mọi người, đột là 1,7 ly, cân nặng là 480g. Cây cần này cần số 4, số 4 cần này 260.000, số 4 260.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5, cái cần ISO này, thằng này của thằng Daiwa nha mọi người, cần Daiwa, chất liệu là phíp này, Daiwa Korea xuất Nhật nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này là 85% đấy, vàng. Phan ok, người dòng phan còn ok luôn. Đột này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng nha mọi người, bảy lóng tất cả. Bảy lóng bát Fuji FX7, cái cần này dài 5m, thu vào là 5m5 nhé, thu vào là 93cm, đột của nó là 1,9 ly, cân nặng là 480g. Cái cần này cần số 4, số 5, số 5 370.000 nha mọi người, số 5 370.000. Tiếp theo số 6 là một cái cần ISO của thằng thằng nào đây, không biết, không nhận biết được thằng nào. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, đây bát Fuji FX7 này, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 85-90% đấy, phan này ok, dòng phan ok nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m, đột là 0,77 ly, cân nặng là 440g. Cây này cây cần số 6, số 6, cần này bán 300 nha mọi người, số 6 300. Tiếp theo số 7 lại cây cần kiểu nữa, chất liệu là phíp nha mọi người,
Tem này thì mình không rõ là cái này là hiệu gì nhé. Đây nè, Bass Fuji FX7. Đây, dàn khoan ok luôn. Khoan ok nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu nha mọi người. Đấy. Sáu lóng. Cái cần này thì ngoại hình khoảng cỡ 80%. Dài 5m4, thu vào là 1m05, độc là 2 ly, cân nặng là 480g nha. Cái cần này cần số 7. Cái cần này bán 300. Số 7 300 nha mọi người. Tiếp theo, số 8 là cái cần của thằng nào đây? Không thấy tay, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75%. Đây, dàn khoan Fuji này, trên này có in chữ Fuji luôn này. Đấy, Fuji. Khoan ok, chỉ có một cái khoan chỗ này là nó mắc đá nha mọi người. Khoan chỗ này mắc đá, một cái khoan này mắc đá. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Năm lóng. Bass Fuji FX6. Cái cần này dài 3m nè, thu vào là 70cm, độc 0,8 ly, cân nặng 180g. Cái này cây số 8. Cái này bán 180.000. Số 8 180.000 nha mọi người. Số 9, tiếp theo là một cây cần hiệu gì đây, Daiwa. Cần Daiwa nha mọi người, chất liệu là phíp. Đây, ngoại hình thì chỗ này nó có bị xước sơn một xí nhé, xước sơn chứ không bị gì nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng, ngoài từ với xước ra thì khoảng là 80% nha mọi người. Đây, khoan Fuji. Dàn khoan còn ok hết luôn. Khoan còn ok hết nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Năm lóng tất cả. Đây, Bass Fuji FX6. Cái cần này dài 3m9, thu vào 88cm, độc thì 0,8 ly, cân nặng là 200g. Cây số 9. Cái này bán 280.000. 280.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cái cần Shimano. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Bass Fuji FX6 này. Khoan này. Đấy, cần ISO nha mọi người. Cần cao ISO. Đấy, đọt này. Đấy, đọt dính sơn dính đồ gì. Đọt cứng đó nha mọi người. Đây, đọt cứng cáp lắm. Này. Một lóng. Hai lóng thôi. Chỉ có hai lóng thôi nha mọi người. À, chỗ này mình thấy có vẻ như giống như bị ghép đọt hay gì mọi người. Này, chỗ này có quấn chỉ này ghép đọt nhưng mà mình thấy vẫn cứng cáp nhé. Này, bẻ thử cho người thấy này. Đấy. Đấy. Shimano. Đấy, Fuji FX6.
Cần này dài 2m1, thu vào là 1m12, đọt là 1.8 ly. Cân nặng 160g. Cây này cây số 10. Số 10. Cây này bán 150.000. Số 10 150.000 nha mọi người. Số 11. Đây. Số 11 là một cây cần Fuji Rosa. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90%. Đấy. Dàn phan còn ok đẹp luôn. Đấy, đọt thì to, khỏe. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Ok. Cần cao ISO. Này. Fuji, bát Fuji FS6 này. Cần này dài 2m7, thu vào 1m02, độc là 2,2 ly. Cân nặng 160g. Cái này cây số 11. 11. Cái này bán 180.000. 11 180.000 nha mọi người. Mười hai là một cây cần Ryobi, cần Ryobi. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này 90-95%, 90%. Đấy. Phan thì phan Fuji, nhưng mà cái phan cuối này bị mắc đá nha mọi người, mắc cái đá gốm rồi. Đấy. Về thay cái đó đi, đọt này. Đọc này có lẽ mình nhìn thấy có lẽ chắc người ta cũng thay cái đọc này rồi. Thay bằng đọc thủy tinh này nha mọi người. Đấy, đọc thủy tinh rồi. Rất là đẹp nha mọi người. Nhìn vẫn rất là đẹp. Đấy. Cái này giờ về ưng thì để thế này cao không thì chế thành Ikeda cao cũng được. Cần này dài 1m6, thu vào là 97cm, đọc 1,3 ly. Cân nặng 110g nha mọi người. Cân nặng 110g. Cái này cây số 12. 12. Cái này bán 150.000. 12 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 13 đây, cần đầu địa đây nhưng mà giờ chưa không thấy, không đọc được cái chữ này. Chất liệu là phíp nha mọi người. 13 bát Fuji FS6 này. Ngoại hình của cái cần này thì 90%. Đấy, khoan nhìn rất là xịn luôn. Đấy, chỗ này nhôm này. Đấy. Ok. Dưới này không phải là bị mắc đá đâu nha mọi người, dưới này là phan người ta để nhỏ quá nên người ta để kim loại trơn luôn nhé. Này, đọc này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Thằng này có vẻ ngày trước hư một hai cái phan gì đó, người ta thay phan rồi. Đấy. Bát Fuji FS6 này. Dài 3m6, thu vào 1m, đọt là 0,7 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 12. 12. Cây này bán 140.000. 12 140.000 nha mọi người. Tiếp theo số 13 là cây này.
cây này Taiwan hay là China xuất nhập gì đó mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì 95% trở lên. Fan Fuji nha mọi người, fan Fuji rất là xịn, fan Fuji rất là xịn. Đấy, hàng xuất nhập xịn. À, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng. Này, bát Fuji, bát Fuji FS6 nha, Fuji FS6. Cần này dài 4,5 m, thu vào 1,02 m, đột 1,9 ly, cân nặng 300 g. Cây này cây số 13. Cây này bán 400. 13 400 nha mọi người. Cây số 14 đây, hiệu đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đây. Bát khoan Fuji nha, khoan Fuji nhé. Đấy. Khoan Fuji còn đá rồi đầy đủ. Cái này chỉ bẩn thôi nha mọi người, bị bẩn thôi. Đấy, bị bẩn thôi, chùi nó sạch à. Đấy, đột đột nè. Đồ mà xài fan Fuji mọi người biết là xịn cỡ nào. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. 5 lóng tất cả. Bát Fuji FS6. Cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m, đột là 2 ly, cân nặng là 310 g. Cây này cây số 14. 15. Hai cây số 12. Cây số 14 đi. 14. Cái này bán 350.000. 350.000 nha mọi người. Số 15. Eco Club. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75-80% thôi. Bát Fuji FS6 này. Đây, dòng fan. Fan thì mình thấy chỉ có một cái fan là mắc đá thôi, còn lại còn ok nhé. Còn đá ok. Một, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,01 m, đột là 2 ly, cân nặng là 200 g. Cái này số 15. Số 15. Cái này bán 200. 15-200 nha mọi người. Tiếp theo, số 16 là một cây cần Daiwa. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 95%. Đấy, cần này là cần câu lục nhé. Cần câu lục. Đấy. Đấy. Fan này, dàn fan còn ok nha mọi người. Fan còn ok cả. Đầu bu này. Một lóng. Hai lóng. 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Bát Fuji FX7 nha. Fuji FX7.
Cần này dài 4 mét, thu vào 1m29, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 620g. Cái này cây số 16. Cái này bán 350.000. 16 350.000. Cần số 17. Đáng ra là số 18 mà do hai mình đánh nhầm hai số 12. 18 là một cây cần của cái hiệu gì đây? Đây. DKK. Cái này là nội địa Nhật nha mọi người. Chất liệu là chất liệu phíp. Ngoại hình của cây cần này 90%. Đấy, phan. Một phan ok nhé. Đầu bu này. Ok. Đọt khá là cứng cáp nha mọi người. 1 2 3 4 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đây, cái cần này dài 3m9 này, thu vào 95cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 560g. Cái này cây số 17. 350.000. 17 350.000 nha mọi người. Cái này là của cái này là của. Tiếp theo 18 là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 85%. Đây, khoan của nó. Khoan dĩ thế này đây. Về đánh ra. Bắt thì bắt nhựa vặn nhé. Đây, đọt khá là to. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Cái cần là dài 2m4, thu vào là 87cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 18. 90k. 18 90.000 nha mọi người. 20 là cây cần này. Đây hiệu của nó đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Này. Dàn phan còn ok, nó chỉ bị bụi bẩn, bị dính dầu á, bị bụi bẩn cái là nó bám bẩn đây thôi nha mọi người, còn lại còn ok. Đây, đá điếc còn đàng hoàng, chính vì dính dầu nên thành ra mấy cái này không có rỉ nhé. Đấy, mấy cái phan không có rỉ. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Đây, bắt trượt. Dài dài 3m7, thu vào 1m06. Đọt của nó là 1,9 ly, cân nặng là 360g. Đây. Cái này cây số 19. 19. 101 nha nghe. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng đó là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng đồ cao thì mình sẽ ship code. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ bắt đầu ship nha mọi người. Và một cái lưu ý cẩn thận nữa là mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng và kiểm tra cẩn thận. Đấy, xem hàng có bị bể vỡ sai sót hoặc là thiếu sót gì so với trên video hay không. Và nếu như có thiếu sót gì thì điện cho mình giải quyết ngay lúc đấy. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi mới báo nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.